Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Mỹ và Trung Quốc trận chiến cuối cùng. Các sai lầm chiến lược của Trung Quốc với Hồng Kông gần đây khiến cho chúng ta liên tưởng đến sai lầm chiến lược của Liên Xô tại Afghanistan trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Sai lầm khiến cho cả hệ thống chủ nghĩa xã hội Đông Âu sụp đổ, Liên Xô bị tan rã. Phải chăng chúng ta cũng đang chứng kiến cuộc chiến cuối cùng giữa hai hệ tư tưởng sau 100 năm tranh cãi và đồng đồn? Sai lầm chiến lược của Liên Xô tại Afghanistan khiến cho hệ thống xã hội chủ nghĩa của Đông Âu bị sụp đổ. Trung Quốc đang lặp lại sai lầm tương tự với Hồng Kông thời Xô Viết. Một nhóm chuyên gia tài chính của Mỹ đã thiết kế chương trình vắt kiệt tiền của Xô Viết sau hàng thập kỷ chiến tranh lạnh, và đúng thời điểm họ cảm nhận thiên thời địa lợi nhân hòa đã tới. Thời đó Liên Xô phải mua lương thực rất nhiều. Khi giá dầu thô thì việc này không quá khó vì nguồn cung dầu của khối này rất lớn. Dù lương thực khó khăn nhưng chưa đến mức chết đói. Thập kỷ 80 giọt nước tràn ly là khi Liên Xô nhúng tay vào Afghanistan, một quyết định chiến lược sai lầm giống quyết định của ông Tập Cận Bình với Hồng Kông hiện nay. Afghanistan dường như là một cái bẫy do Mỹ dựng lên để làm cho Liên Xô hoàn toàn khô kiệt dòng tài chính khi đó. Sự hiện diện của quân đội Liên Xô ở Afghanistan kéo dài tới tháng 2 năm 1989. Theo các nguồn tin chính thức, cuộc chiến này đã khiến cho 15.000 quân Liên Xô và ít nhất 640.000 người Afghanistan thiệt mạng. Liên Xô đã không đạt được mục tiêu đề ra. Chính quyền thân Liên Xô đã sụp đổ chỉ vài tháng sau khi Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan. Việc đưa quân Liên Xô vào đây trở thành một thảm họa PR quốc tế, làm tổn hại đến thế cân bằng hòa hoãn giữa Liên Xô và Mỹ thời chiến tranh lạnh. Việc Liên Xô can thiệp vào Afghanistan cũng góp phần đẩy nhanh quá trình tan rã của Liên Xô. Trong cuốn sách Lịch sử quan hệ quốc tế 1945-2008, nhà chính trị Alexei Bogaturov viết: cuộc chiến Afghanistan làm xấu đi vị thế quốc tế, kinh tế của Liên Xô và phá hỏng sự thống nhất trong xã hội Liên Xô. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ báo Pháp Le Nouvel, ông Brigier, cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Mỹ Jimmy Carter giai đoạn 1977 đến năm 1991, đã nói như thế này: chúng tôi không đẩy Nga tới chỗ can thiệp, nhưng chúng tôi có ý thức làm tăng xác suất điều đó xảy ra. Brzezinski nói: cái ngày Liên Xô chính thức đưa quân qua biên giới, tôi có viết cho Tổng thống Carter như thế này: chúng ta giờ có cơ hội làm cho Liên Xô xa lầy như Mỹ ở Việt Nam. Lúc này Mỹ có thêm đồng minh là Ả Rập. Mỹ đơn giản là phối hợp với Ả Rập tăng mạnh cung dầu khiến cho giá dầu giảm xuống một cách thê thảm. Liên Xô hết tiền phải vay các ngân hàng phương Tây. Để được vay tiền từ ngân hàng phương Tây và cũng là vì cạn tiền, Liên Xô không thể đủ tiền để củng cố an ninh quân đội, dẹp loạn biểu tình khắp nơi trên toàn Đông Âu lúc đó, và kết quả là Liên Xô chấp nhận bị đảo chính và sụp đổ trong một thời gian ngắn. Lịch sử cho thấy Liên Xô chưa thể sụp đổ nếu cả ba điều kiện sau không diễn ra. Ở các điều kiện này đang được Trung Quốc nhấn mạnh thúc đẩy do sai lầm chiến lược liên tiếp trên chính trường. Hồng Kông chỉ là sai lầm khiến cho giọt nước tràn ly mà thôi. Các mâu thuẫn và sự phản đối trong lòng xã hội quá lớn, Liên Xô vấp phải sai lầm chiến lược là quá hung hăng và tham lam đến mức Mỹ có thêm được đồng minh. Người nắm được tử huyệt kinh tế của Liên Xô, đó là nền kinh tế dựa vào giá dầu, Liên Xô tự tạo thêm nhiều kẻ thù cho mình. Còn Mỹ triệt để tận dụng cơ hội thuyết khách kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình. Mỹ tận dụng được tử huyệt nền kinh tế của Liên Xô, đó là phụ thuộc vào xuất khẩu dầu thô.
Chỉ cần làm cho nguồn xuất khẩu dầu này trở nên rẻ mạt thì Liên Xô sẽ không còn đủ tiền để chống đỡ với khủng hoảng xã hội, đàn áp biểu tình và trả nợ. Trung Quốc khác Liên Xô rất nhiều ở năng lượng và tài chính. Sự thành thục, giáo hoạt trong chính sách ngoại giao và che giấu các tội ác chống lại nhân loại do chính phủ tổ chức. Năng lực dùng tiền bạc và là lợi ích để thao túng phần còn lại của thế giới. Nhưng với hàng tá các sai lầm chiến lược liên tiếp, Trung Quốc đang tự đào hố chôn mình và họ dường như chẳng học được gì từ các sai lầm chiến lược từ Liên Xô trước đây. Hồng Kông từ lâu đóng vai trò là cầu nối giữa Trung Quốc và thế giới, nối liền các dòng chảy thương mại và đầu tư theo cả hai chiều. Vai trò này đã suy giảm trong những năm gần đây khi Trung Quốc mở cửa biên giới và tham gia trực tiếp vào nền kinh tế toàn cầu. Nhưng trong lĩnh vực tài chính, Hồng Kông vẫn đóng vai trò không thể thiếu đối với Trung Quốc và trong nhiều phương diện vị trí của nó đã thực sự được củng cố chứ không phải bị xói mòn trong những năm gần đây. Hồng Kông đã được chứng minh và đáng tin cậy hơn đại lục trong vai trò một nguồn huy động vốn cổ phần. Từ năm 2012, các công ty Trung Quốc đã thu được 43 tỷ đô la Mỹ từ các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO tại thị trường Hồng Kông, so với chỉ 25 tỷ đô la trên các thị trường chứng khoán đại lục theo Dealogic. Hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới, Hồng Kông cũng đã mang đến cho các công ty Trung Quốc khả năng tiếp cận các thị trường vốn toàn cầu về trái phiếu và vốn vay. Ngoài ra, Hồng Kông là một trung tâm quan trọng trong đầu tư và ra ngoài quốc tế. Nó chiếm 2 phần 3 đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc trong những năm gần đây, tăng từ 30% của năm 2005. Mặc dù phần lớn số tiền này chỉ đơn giản là đi qua Hồng Kông, nhưng các công ty nước ngoài cũng sử dụng thành phố này như một giai đoạn để chuẩn bị đầu tư vào Trung Quốc vì nó cung cấp cho họ một điều mà không thành phố đại lục nào làm được. Một môi trường đầu tư ổn định được bảo vệ bởi các tòa án công bằng, minh bạch, thực thi nền pháp quyền đã hình thành từ lâu đời ở đây. Và không chỉ có các công ty nước ngoài và các nhà đầu tư hướng về Hồng Kông. Trong 5 năm vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã biến thành phố này trở thành một nơi thử nghiệm cho một loạt các cải cách tài chính. Con đường để khiến cho đồng nhân dân tệ được chấp nhận như một đồng tiền hoàn cầu bắt đầu tại Hồng Kông vào năm 2009 với một thử nghiệm trong thanh toán thương mại. Hồng Kông cũng là thị trường trái phiếu dim sum, tức trái phiếu nhân dân tệ được phát hành trên thị trường nước ngoài lớn nhất và một chương trình sẽ sớm được công bố để lần đầu tiên cho phép bất kỳ nhà đầu tư nước ngoài nào cũng có thể mua cổ phiếu được niêm yết tại Trung Quốc thông qua thị trường chứng khoán Hồng Kông. Hồng Kông đã vô cùng sẵn sàng để tiếp nhận những thử nghiệm này với niềm tin đúng đắn rằng chúng rất quan trọng đối với sự tồn tại của thành phố này trong vai trò một trung tâm tài chính phát triển. Tóm lại, Trung Quốc đã được hưởng lợi rất nhiều từ vị thế độc đáo của Hồng Kông. Đó là một thành phố bị tách biệt khỏi đại lục nhưng lại kết nối chặt chẽ với nó. Một lãnh thổ hội nhập toàn diện vào nền kinh tế của toàn cầu nhưng lại thuộc quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản Bắc Kinh. Nhưng bằng cách cưỡng bức tước bỏ hết đặc quyền tự do dân chủ mà Trung Quốc cam kết với Hồng Kông, thậm chí còn tiến đến đàn áp thành phố này. Trung Quốc đã đào sâu thêm cái hố bẫy chiến lược mà mình đang rơi vào. Nếu như trước đây sự kiện Thiên An Môn khiến cho những người có lương tri trên thế giới phải bàng hoàng, thì nay cuộc trấn áp tương tự đối với Hồng Kông dường như đã lấy đi chút hy vọng cuối cùng của những người yêu chuộng hòa bình về một Trung Quốc có dân chủ. Trong khi cả thế giới đang lên án Trung Quốc về việc che giấu đại dịch virus Vũ Hán đã khiến cho dịch bệnh bùng phát cướp đi sinh mệnh hàng trăm nghìn, gần 1 triệu người, thì Trung Quốc lại quá vội vã biến Hồng Kông thành một tỉnh thành của đại lục. Sai lầm này không chỉ khiến cho Trung Quốc mất đi một đặc quyền tài chính là cầu thông nền tài chính kế hoạch của Trung Quốc với dòng vốn tự do, thì phí nhiêu và dồi dào của thế giới
mà còn khiến cho cả thế giới tức giận đến mức sẵn sàng quên đi lợi ích trước mắt mà Trung Quốc đưa cho để phá hủy toàn bộ sự tồn tại của một thể chế không phù hợp với phần còn lại của thế giới hiện nay. Các dấu hiệu cho thấy chúng ta đang chứng kiến trận chiến cuối cùng trong 100 năm đồng tồn của hai hệ tư tưởng. Dấu hiệu thứ nhất, chiến tranh tiền tệ leo thang từ thương chiến nhằm vắt kiệt nguồn tài chính chảy vào nền kinh tế của đối phương. Thương chiến Mỹ-Trung đã vô hiệu toàn cầu hóa, đầu tiên là Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Thương chiến khiến cho dòng vốn đầu tư FDI không còn trực tiếp chảy vào Trung Quốc, có xu hướng co hẹp lại thậm chí chảy khỏi Trung Quốc, khiến cho nguồn thu từ xuất khẩu của Trung Quốc sụt giảm một cách mạnh mẽ. Dữ liệu hải quan công bố ngày 8 tháng 9 năm 2019 cho thấy xuất khẩu tháng 8 của Trung Quốc giảm 1% so với cùng kỳ năm trước, so với mức dự báo tăng trưởng 2% và giới phân tích đưa ra trước đó. Xuất khẩu của Trung Quốc tăng 3,3% trong tháng 7 và giảm 1,3% trong tháng 6. Xuất khẩu yếu cho dù nhân dân tệ giảm giá mạnh, cho thấy nhu cầu bên ngoài suy yếu sẽ là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến xuất khẩu của Trung Quốc năm nay. Chuyên gia kinh tế Zhang Ji thuộc Song Hai Sen Capital Canadian nhận xét rằng Tổng thống Trung cũng đổ lỗi cho WTO về việc đã để cho Trung Quốc lợi dụng nhằm ảnh hưởng các ưu đãi và bất công bằng thuế, tiếp cận thị trường và cưỡng chế chuyển giao công nghệ. Trong khi đó thì bản thân của Trung Quốc cũng vi phạm các cam kết với mọi tổ chức quốc tế khác mà nó tham gia về vấn đề bảo vệ môi trường, nền kinh tế thị trường đầy đủ, thể chế dân chủ và minh bạch. Các vi phạm này trở thành cơ hội để cho Trung Quốc tăng trưởng phi giới hạn. Hàng hóa Trung Quốc ngập tràn thế giới bằng giá rẻ. Sau đó Trung Quốc lại mang chính năng lực sản xuất hàng hóa giá rẻ này lên bàn đàm phán với các tổ chức quốc tế, với các nền kinh tế khác để đổi lấy sự im lặng trong lợi ích kinh tế, chính trị của họ. Bởi vậy, Trung đã sử dụng việc loại bỏ WTO để ngăn sự trỗi dậy của Trung Quốc về công nghệ. Đây cũng là chiến lược trừng phạt được Lưỡng viện Mỹ thông qua từ năm 1986 nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Theo chuyên gia thương mại quốc tế Edward Arden thuộc Viện Tư vấn Mỹ Council, thì ngày nào Mỹ đơn phương đánh thuế thép nhôm, ngày đó là ngày báo tử của WTO, bởi thế giới sẽ bước vào một vòng xoáy trả đũa không dứt, và cho dù WTO không biến mất thì định chế này ắt hẳn cũng chỉ là một chiếc vỏ không hồn, theo RFI. Điều đó đã thực sự xảy ra, thương chiến leo thang ngày một khốc liệt, chưa nhìn thấy hồi kết trước sự bất lực của WTO, một tổ chức thực tế từ lâu đã bó tay trước Trung Quốc. Thực tế năm 2017, Trung đã liên tiếp từ chối bổ nhiệm mới và tái bổ nhiệm thành viên cơ quan phúc thẩm của WTO, não bộ của WTO chính thức bị vô hiệu hóa ngày 11 tháng 12 năm 2019. Rút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và trực tiếp các tập đoàn quốc tế lớn như Samsung, Sony bắt đầu thu hẹp hoạt động của họ ở Trung Quốc. Apple cũng đang lên kế hoạch chuyển 20% chuỗi cung ứng tại Trung Quốc sang Ấn Độ. Ấn Độ đã cấm 59 ứng dụng di động sau vụ đụng độ biên giới Trung Quốc-Ấn Độ. Theo Politico đưa tin tháng 4 vừa qua, Cao ủy Thương mại Liên Hợp Châu Âu Phil Hogan nói khối này sẽ tìm cách giảm sự lệ thuộc thương mại sau đại dịch virus Vũ Hán. Trước đó, Nhật Bản dành 240 tỷ yên, khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cho các công ty Nhật chuyển nhà máy về trong nước hoặc đa dạng hóa cơ sở sản xuất bằng việc chuyển đến các nước Đông Nam Á khác. Động thái này diễn ra sau khi Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Mỹ Larry Kudlow nói Washington nên trả chi phí để cho các công ty Mỹ đưa sản xuất rời khỏi Trung Quốc về Mỹ.
Tôi muốn trợ cấp ngay cho các ngành như xí nghiệp, thiết bị, tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng, ông Kurt Lau nói với Fox News. Như vậy, với việc các công ty sản xuất dần bị rút khỏi Trung Quốc đại lục, dù chưa nhiều và cần thời gian, nhưng riêng việc đánh vào tâm lý và niềm tin kinh doanh này khiến cho Trung Quốc mất đi rất nhiều việc làm và nguồn tiền rót vào đầu tư dài hạn từ nước ngoài co hẹp lại, khô kiệt dần. Cắt đứt dòng vốn đầu tư gián tiếp FII, cắt vòi bạch tuộc của các doanh nghiệp Trung Quốc hút tiền huy động trên thị trường vốn quốc tế thông qua việc nâng cao chuẩn mực niêm yết, bắt buộc doanh nghiệp Trung Quốc tại các sàn giao dịch Mỹ xóa bỏ đặc quyền của Hồng Kông. 2/3 vốn ngoại vào Trung Quốc được hút qua thị trường Hồng Kông. Thứ hai là diệt thế lực thân Trung Quốc tại Trung Đông để bóp chặt và kiểm soát thị trường buôn bán vũ khí của Trung Quốc tại đây. Thứ sáu, ngày 3 tháng 1 năm 2020, Thiếu tướng Iran Qasem Soleimani, người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ chỉ huy quân dân Iraq Abu Mahdi Muhadis bị giết sớm trong một cuộc không kích của Mỹ vào đoàn xe của họ tại sân bay Baghdad. Sự kiện này khiến cho cộng đồng thế giới choáng váng vì mức độ đảm bảo sự bình ổn và dòng chảy dầu lửa một thời gian là yếu tố quyết định của các lợi ích của Mỹ ở Trung Đông. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2019, Mỹ trở thành nước xuất khẩu ròng dầu mỏ lần đầu tiên kể từ ít nhất từ thập niên từ những năm 1940 của thế kỷ trước. Các đợt tăng giá toàn cầu là một chỉ dấu tích cực cho kinh tế Mỹ. Sự thay đổi vị thế này đã vô hiệu hóa khả năng Iran dùng các cú sốc giá dầu để gây ổn, gây tổn hại cho Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, nước Cộng hòa Hồi giáo phá vỡ dòng chảy dầu lửa bên ngoài Trung Đông không hề có tác động nào tới các điều kiện kinh tế vĩ mô bên trong nước Mỹ. Như vậy, Donald Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ hiện đại đầu tiên có cơ hội xây dựng chính mình chính sách đối ngoại ở Trung Đông mà không sợ thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên nền kinh tế của Mỹ. Tháng 9 năm 2019, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở dầu lửa của Ả Rập Xê Út mà giới chức Mỹ quy trách nhiệm cho Iran đã đẩy giá dầu lên mức cao kỷ lục. Tổng thống Donald Trump sau đó viết trên Twitter: "Bởi vì chúng ta đã làm tốt với năng lượng trong vài năm qua nên chúng ta là một nhà sản xuất khẩu, là một nhà xuất khẩu năng lượng ròng, chúng ta không cần dầu mỏ Trung Đông nữa." Mùa hè năm 2018, chính quyền của Donald Trump thông báo tái áp đặt cấm vận lên Iran từ tháng 11, góp phần làm cho tỷ giá hối đoái của nước này lao dốc một cách cực mạnh. Cấm vận còn làm giảm tính khả dụng của ngoại tệ ở Iran bằng cách cấm hoặc không khuyến khích thương mại nước ngoài. Trung Quốc chưa bao giờ công bố các số liệu về xuất khẩu vũ khí của nước này, nhưng theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm, Thụy Điển, trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018, Trung Quốc đã là một quốc gia xuất khẩu vũ khí đứng hàng thứ 5 thế giới. Trong khoảng thời gian đó, Trung Quốc đã bán vũ khí cho 53 nước, nhiều nhất là Pakistan, sau đó là Bangladesh. Với việc giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ ở Trung Đông, tiêu diệt thế lực thân Trung Quốc ở Iran, Tổng thống Donald Trump đã tiến một bước rất dài trong việc kiểm soát thị trường Trung Đông và thị trường buôn bán vũ khí của Trung Quốc tại khu vực này. Có thể hướng tới loại bỏ hoàn toàn các doanh nghiệp và ngân hàng Trung Quốc trong việc trong hệ thống thanh toán SWIFT quốc tế. Giới chuyên gia tài chính Trung Quốc cho biết đây là lựa chọn hạt nhân của Trung với thị trường tiền tệ của Trung Quốc. Nếu như vậy thì tất cả các chương trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, số hóa đồng nhân dân tệ, dự trữ ngoại hối của ông Tập sẽ trở nên vô giá trị trong một sớm một chiều. Cho dù Trung chưa làm vậy, chỉ mới làm ở quy mô nhỏ một số doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng của Trung Quốc, nhưng khi đã có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa,
rất nhiều đồng minh thì với tinh thần bài chung hừng hực như sóng vỡ bờ hiện nay thì liệu ông nương tay hay không? Chắc chắn là không bởi các nguyên nhân tiếp sau đây. Dấu hiệu thứ hai, không tiếp tục thương lượng hay thỏa hiệp để ngăn chặn cơ hội lật kèo của đối phương. Tổng thống Donald Trump phát đi thông điệp rất rõ ràng, không có đàm phán thương chiến giai đoạn 2 với Trung Quốc. Các đồng minh của Mỹ cũng phát đi thông điệp ngày càng mạnh mẽ, dứt khoát về việc không đàm phán, không thương lượng với Trung Quốc. Cảnh tượng 7,3 triệu người dân Hồng Kông tự do bị nghiền nát dưới gót giày của Trung Quốc là một điều mà thế giới sẽ không dễ quên. Nó đã khiến cho Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson, đề nghị trao quyền công dân Anh cho 3 triệu người Hồng Kông. Chưa kể, ông có một đường lối cứng rắn hơn đối với chính Trung Quốc. Hoa Vi, ví dụ, có thể hôn tạm biệt doanh nghiệp 5G của mình tại Anh. Người Úc cũng chán ngấy với những nỗ lực trần trụi của Bắc Kinh trong việc do thám và phá rối chính phủ, cơ sở hạ tầng và các ngành công nghiệp của đất nước họ. Để chống lại sự gia tăng gần đây của các cuộc tấn công mạng, Canberra đã hứa sẽ tuyển dụng ít nhất 500 chiến binh không gian mạng, củng cố hệ thống phòng thủ trực tuyến của đất nước. Trong khi đó, một con số đáng kinh ngạc, 94% người Úc nói rằng họ muốn nền kinh tế của họ bắt đầu thoát Trung Quốc. Câu chuyện tương tự đang được lặp lại trên toàn cầu, từ Thụy Điển đến Nhật Bản đến Cộng hòa Séc, ngày càng có nhiều quốc gia hiểu được mối đe dọa tồn vong của Trung Quốc đối với trật tự thế giới dân chủ, tư bản, tự do sau chiến tranh. Cái gì mà không thể đàm phán thì chỉ có hai kết cục, một trong hai kẻ tồn tại mà thôi. Dấu hiệu thứ ba, đồng minh đủ lớn và kiên định dồn toàn lực đánh đến cùng một mục tiêu, một kẻ thù. Nếu 4 hoặc 6 tháng trước đây, đồng minh lớn của Mỹ như Anh, Úc, Canada còn vì các lợi ích kinh tế với Trung Quốc mà còn e dè thì sau đại dịch virus Vũ Hán và đặc biệt là Hồng Kông giống hệt như sai lầm của Liên Xô với Afghanistan, các sai lầm trên Biển Đông, Anh cương quyết kiên định đứng về phía chiến tuyến cùng với Mỹ, Anh, Úc, Ý và gần đây là Ấn Độ, Iran. Khi thủ tướng của họ tuyên bố con số thật về 25 triệu người nhiễm virus Vũ Hán, cả Philippines cũng phải quay lưng với Trung Quốc cùng thống nhất một chiến tuyến chống lại Trung Quốc. Dấu hiệu thứ tư, truyền thông đã giáng đòn trừng phạt chính trị vào giá trị cốt tủy căn cứ tồn tại của chính quyền Trung Quốc. Sự thật về sự phát triển nóng bỏng và điên rồ của Trung Quốc được mạnh mẽ vạch trần. Chẳng phải tăng trưởng là căn cứ tồn tại hợp pháp của chính quyền đương nhiệm Trung Quốc hay sao? Giờ thì bản chất của tăng trưởng bẩn, bất cân đối, tham lam và khoảng cách giàu nghèo, nợ nần và công cụ nợ khống chế thế giới của Trung Quốc đều hàng ngày bị đưa ra ánh sáng. Quan trọng hơn và kích đúng tử huyệt hơn, ấy là mục là trục xuất điệp viên, đảng viên của Trung Quốc khỏi Mỹ, cấm nhập cảnh 92 triệu người dân Trung Quốc. Việc Mỹ và đồng minh không thừa nhận họ và tuyên bố mạnh mẽ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải đại diện cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc là một quân bài chính trị quá mạnh, công khai bằng chứng là chúng tôi không thừa nhận sự tồn tại hợp pháp của tổ chức này. Dấu hiệu thứ năm, thiên thời ủng hộ Donald Trump khi phát động lũ lụt dịch bệnh xảy ra tràn lan trong nền kinh tế đang kiệt quệ, mâu thuẫn xã hội sâu sắc của Trung Quốc. Hệ lụy của việc triết lý hoang đường, đấu người, đấu trời, đấu đất và các mâu thuẫn trong lòng xã hội Trung Quốc đã quá lớn, quá rõ và không cần phải liệt kê thêm hơn nữa trong bài viết này. Tổng thống Donald Trump dường như đang nắm trong tay tất cả thiên thời địa lợi nhân hòa để thắng Trung Quốc trong trận chiến sống mái. Một Trung Quốc với 5.000 năm lịch sử, nền văn minh trải dài suốt thời gian đó mà không bị ngắt quãng. Rất nhiều người dân tiến bộ trên thế giới đều tin rằng chỉ cần thay đổi, dám thay đổi, Trung Quốc sẽ giàu mạnh, hùng cường và tốt đẹp hơn bao giờ hết. Dường như ông trời vẫn luôn cho Trung Quốc một cơ hội, chỉ cần nhìn thẳng vào sự thật, chỉ cần thay đổi đủ dũng cảm và mạnh mẽ, người dân Trung Quốc thiện lương
Một ngày không xa sẽ tự hào khi ngoái đầu nhìn lại. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.